Dạ, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình sale cho anh em một cái combo của bot từ Mỹ về. Những anh em quan tâm liên hệ mình ha. Nó là bot từ Mỹ, động cơ không chỗ than. Rồi, cái combo này bao gồm có 2 pin 2A, 1 sạc và 2 máy, động cơ không chỗ than. Thì hàng này hàng Mỹ về, sản xuất tại Malaysia. Cái sạc của nó thì điện 120V. Và cả một cái combo này, giá của nó là 4.9 triệu. Những anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng 0962232180. Rồi, sạc 18V đến 20V. Rồi, tiếp đến nữa là một cái pin. Pin này nó là pin 2A. Một cái combo này chuyên cho anh em làm quảng cáo là tuyệt vời luôn. Hoặc là bánh tôn. Nó là pin 2A. Pin này sản xuất tại Malaysia. Đây anh em. Đấy. Có báo pin. Rồi, cái máy vĩnh vít này nó là động cơ không chổi than. Rootless motor, hàng new 100%. Em này nó được sản xuất tại Malaysia luôn. Mã của nó là GDR18-1800. Tốc độ của nó là 3400 và nó sản xuất tại Malaysia. Rồi, đây, test cho anh em một cái con này trước. Ok, tiếp đến nữa là một cái máy khoan siêu nhẹ. Nó là 10-20 cái cấp độ trượt. Và nó siêu nhẹ nhất hãng luôn ha. Đầu kẹp nó là đầu kẹp Autolock 13. Đầu nó là đầu sắt nha. Và nó siêu nhẹ, nhẹ nhất hãng luôn. Rồi, hàng này hàng từ Mỹ về. Và mã của nó đây anh luôn rồi. Anh em GSR18-400. Tốc độ từ 0 đến 500 và từ 0 đến 1.900 vòng trên phút. Quá đã luôn. Đủ cho anh em đi làm nhôm kính nè. Gia đình được tuyệt vời, quảng cáo là tuyệt vời luôn. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Giá của nó là 4.900.000. Nguyên một cái combo 18V, 2 pin, 1 sạc. Cảm ơn anh em.